mừng trên ngoài này kia. Vâng, chúc mừng. Đây, nay là may nhất chợ đấy. Xe ôm không? Dạ. May nhất chợ. Ôi giời ơi. Đây không? Đây là tôi chờ. Đấy, bác ngoại giao ấy chị này này. Chị chở xe ôm gì rồi? Đang chở xe ôm đấy. Chị đây đang kiêm chở xe ôm đây. Đây chở. Có cái gì, có cái gì hoa hoa bán rẻ chị? Vâng, thoải mái chị, kia thoải mái. Xa vâng, kênh ở xa. Vâng, thoải mái. Không được ra bắt đền nhỉ? Có cái gì bán không? Thoải mái, có một số 30 cây thoải mái. Không được. Chúc mừng chị nhá, em và xách cái này đi đâu? Và xách cái này. Anh đưa cho anh bàn cùng đôi như này. À, đây à. Cho anh chị năm chưa này chú này. Đấy, bán 700 à. Mua cái là hai vợ chồng à? Vâng. Cái này cũng bằng tiền cái này đúng không? Cũng bằng. Thích lấy cái nào thì lấy, thích lấy cái thấp thì lấy cái cao. Thì có thích cái thấp không thì lấy cái này. Này anh ơi, cái ở đâu? Cái này có thấp, cái này cao hơn tí. Đúng rồi, nếu mà có thì lấy cái này. Cao hơn thì lấy cái này. Lấy cái nào thì lấy, cái này còn để. Ok, rồi. Sao ông này ông lại bảo lấy cái này? Thích lấy gì, thích lấy gì đấy buộc. Cây nào cũng được. Thôi cây nào cũng được. Bụi này đẹp hơn này. Cây này nó thấp hơn. Cái nào chỗ ấy nó thấp thấp à? Không, chỗ đấy thì chị em thoải mái nhưng mà có cây nào đẹp hơn. Chỗ em để cho chị để chích cao cao hay là để cái này cây này cũng được. Cứ để cái này. Cây cái này thì nó thấp nhưng nó hơi thô. Con này được quát trái cây. Tuyệt. Thích nói chung là trúc thì tiến. Đi ngoài chợ đi bội bạn. À cái sung hay đấy, nhiều quả, bao tiền? Hôm nay mình lấy 6 6 vừa. Thế cây này? 2 chứ là tiền nhau, cái nào đấy? Đây này, em biết nhau rồi, không thể. Từng 600. Thế thì tôi nói mẹ, chỉ giữa cho mình mà. Thế nào? Anh em suốt ngày mình nhau, làm như mà chưa giao lưu cây nào này. Sao cây giờ nó đắt thế nhỉ? Cây nó mới đắt, đắt có cây mà. Cây gần, cây được ra. Cây này thì được việc. Quanh 58 quả. Cái sung này như tạm tạm vẫn là cái giống sung quả bé. Vâng, rất nhiều quả. Quả thì nó to rồi. Mình bao cái sung mà có mấy cây, có hai cây có quả. Hai cây đang chưa có. Cây có quả, có được quả nhưng cây nào lại quả đâu. Chưa có chứ phải không? Chưa có. Nhanh nào đây, người đẹp cửa hàng nào. Vâng, vâng. Không bảo là bà chị lấy. Tí nữa lại quay lại được. Tất nhiên chợ có một cây rất đẹp. Bao tiền? 2 triệu nhỉ? 2 triệu. Nó cây nó già như thế. Được cái giống nhiều quả. À. Nay là bà đồng nghiệp lại không đi à? Không đi cùng à? Không đi cùng là nhớ phết nhỉ? Thôi. Nhưng mà nhiều sung quá. Có bạn chị kia bảo thích thì bảo ra xem được giá thì lấy. Có nghe không? Hả? Có nghe không? Để ra chỗ người đẹp đây đi. Bội quá. Cây này là cây gì đấy bác? Dạ hết. Hay nhỉ. Đấy, ba mai đấy. Ba mai đấy. Đã mở hàng chưa chị Hương? Trái. Nay ông hẹn ông lại đi đâu mà không ra đi. Nó đây mát bận rồi.
đấy, cây đấy bao tiền? 3,2 triệu. Xăm trái. Xăm trái. Quả đây đây. Đâu, quả. Đâu, đâu. Quả như quả nho. À đúng rồi. Đấy. Ừ. Hôm nay cứ thửa được thằng miền Nam nhỉ? Miền Bắc không lấy được, đi này đắt quá không lấy được. Sanxi giờ bập vào vỡ mồm. Khó lấy. Xấu thì à, trái mua, đẹp thì khó lấy lắm. Chết tiền, khó bán. Loanh quanh này cái gì muốn mua ra kia, cái nhà Bắc Bộ cũng muốn mua mà cây xi muốn mua, cây xanh muốn mua. Có rồi mấy cây ấy này em bán cho bà con mua ở trên Hoàng Hoa Thám đúng không? Không, chứ em có 3 cây kìa, 5 cây. Nhưng mà cái món này nó hơi giống nhau nên đâm ra nhìn ở đâu đó giống giống. Em không phải anh cho đứng ở trên to thì hảo hảo nhé. Qua nhá, lên vẫn cứ đòi 15. Anh 15 á? Đòi á? 15 hay 20? Vâng, 18 thôi, mẹ giả đến 15 vẫn không nói gì. Không nói gì. Giờ nó cắt cụt vẽ này rồi. À, cắt vô rồi. Nhưng mà nhìn nó có được rồi không? Em chỉ đi lướt qua thôi, vì em vào nhiều quá. Mấy phút là... Nếu ổn cắt mẹ nó mất cảnh đấy rồi. Cái cảnh chỗ bị cháy mà. Ừ. Nhìn ở xa thì đẹp đấy. Thôi mà thì mình lại để dành tiền mua cả. Sáng qua anh lên mà. À đi. Anh đi làm với tôi là mẹ tao về tôi ăn sáng xong tao đi lên. Mẹ vẫn rắn nhỉ. Cái gì mà tận về làm. Cái xanh nhỏ nhỏ bằng cái này. Hôm trước là mẹ đòi 23, trước nữa đòi 25, nó sáng xuống dần rồi. Xuống dần. Trần cung, gì nhỉ? À Nguyễn Sinh cung. Cây Nguyễn Sinh cung. Trái đây. Trái. Nét rồi. Ủa, được cây nào chưa anh? Chưa. Nóng quá. Ghê cây ơi, cái chậu nữa vào. Tuyệt vời rồi. Quá là. Đẹp đấy, ok, này có cây 2. Cây này ở đánh xa mày bao nhiêu? Hai, cây 2 triệu 2. Rồi, ok, cây đẹp. Thường Vi này. Một đất thì ông Thường Vi ở cái ông cụ này thì rút vào cái gốc cây. Ngủ quên ở đây, chắc thì ngủ quên vì cái ngủ quên. Ngập cả đầu luôn này. Đấy, đầu cắm ở đây. Cái Thường Vi nó ngập nhanh lắm. Da thì rất mỏng, ngập rất nhanh. Tải thật. Không như ổi. Hay có thấy hai cái bệ sườn đẹp hết nhỉ em nhỉ? Nhìn nó có nổi. Dạ. Yeah. Hay ho. Đấy, báo giá đi, cái này chắc của em. Của chị Hương. Thế nào? Đây đây. Thường Vi ấy. Thường Vi bán chủ. Bảo giải cứu ông cụ thì mua. Về phải đập chết ông cụ, à đập vỡ đầu ông cụ ngay. Nó ngậm hay nhỉ? Để không để ý đến nó bò mà. Còn đá thì xấu hổ ôm nắp cửa cây. Chiều này đang nhìn trộm mà ấy rồi. Cây đẹp. Cây đẹp đây. Lá móng. Xin cảm ơn nhá. Nhá. Cây thằng Hùng vừa nãy nó bảo bao nhiêu anh? 38 à? 3,5 triệu. Cây không, thì... à cây mà em bảo tôi thích đầu kia kìa. 38. 48. 48 à. Cây này nó bị lệch vai. Ok, làm nốt cái đoạn này để té. Cây vọng cách, vọng cách. Cách là nó to rồi mà. Vọng cách ở à, đâu nó cần là thế. Vọng cách. Đây. Cái vọng cách này mà cái vọng cách này đẹp thì kia. Được, về ăn là lấy lá ăn sống được. Ăn gỏi đấy. Cửa Thái Bình hay ăn thịt chuột mấy cái lá này. Ngó anh em lượn vòng để cho nó hết vỏ nhá. Anh em xem nó hết tròn buổi chợ.
Ông thị đâu rồi, có cái cây hoa giấy này. Chứ sao nghệ nhân cứ núp ở trong ghế. Nghệ thuật. Cái này bao tiền đấy? Cây này cứ lên là lại mất. Đăng mạng là lại mất, nhiều người thích lắm. Sao? Và nhiều người thích lắm. Nhiều người quý ước tị lắm. Giấy tím nghệ thuật. Đạp hết nhỉ? À, được đấy, thì được. Lúa này, lúa. Cao độ 65. Này, tưởng mát mà nắng quá. Đây. À, thôi vừa ăn rồi. À ăn điếu cho vừa rồi. Vừa ăn rồi. Em đỏ. Quá ngại ghê. Đi đâu? À hôm trước ông miền Nam cũng hỏi cái xanh mà liễu rủ ấy, không biết ông có gọi được không? Cái liễu rủ à, cái liễu rủ chưa thấy hỏi, nhưng hỏi cái mai hồng ngọc tập trong miền Nam. Sao? Cái liễu rủ chưa? Thế anh cứ bảo cho tôi là 2 triệu. À thế tức là gửi bưu điện vào. Gửi bưu điện. Đấy bây giờ buôn bán xuyên quốc gia thế được. Đấy gửi mấy lần đấy. Được. Gửi mấy lần vào trong Đồng Nai. Đấy đấy. Đấy ông Đồng Nai ông cứ suốt ngày ông gọi. Anh ơi. Đây hay. Đấy, giờ này nó phi giấy được. Cảm ơn ông nhé. Cái đẹp. Để đi hết vòng hồ rồi. Ui, nắng quá. Cây hoa hoa sữa quân tử phủ kho hết này. Cái này nó ấy là một dây leo. Vâng, ý là để leo lên mái lấy hoa. Mà hơi bẩn. Nó tốt được thì lá hoa nó không được sạch sạch như mấy cái hoa khác. Hoa đẹp thơm và cái ở quê nhà anh nó gọi là cây hoa dễ rút đấy, đấy có hai hoa rút đấy. Dạ đấy đẹp. Nào đây. Ui nắng quá, cố gắng bao giá cái để chạy vào bóng râm với ông chết ngất rồi. Mà cô báo giá cái để chạy bóng dâm thì không chết ngất được, nặng quá. Chuyện này bán 3 triệu. 3 triệu. Cây lọ kia. Cây lọ. 1 triệu. Lá móng, đúng không? Bệ mà giả tí nữa là được. Nhưng mà được, lá móng thì được. Đọc số luôn đi. 0936 rồi. 80 80 6659. Ok. Mày tính ra mày mất xe, phòng mất đấy. Ra giữa này. Coi như nó cắm cả chìa khóa để nó bỏ đi. Ok bác, được rồi nhá. Xin lỗi các bác, hôm nay tôi đi nó vội, sắp ngất đến nơi, nặng quá. Không biết bà chị có lấy cái trúc này không? Độ 1 triệu một cây. 1 triệu khóm, khóm 5 thân. Người quen, người quen. Còn đang đi chơi. Chắc tí nữa quay lại đấy. Còn đang đi chơi. Chưa chín mua. Không phải, còn đang đi chơi chứ đã. Không, cái này chín mua đi. Chơi chả. Chơi chỉ lấy cái chút. Ai nhỉ?
Rồi ok, cảm ơn các bác nhé. Tôi giúp đỡ công việc. Nóng lắm.